Thưa quý vị, hôm nay là tròn 10 ngày kể từ khi xảy ra sự cố vỡ đê Hữu Bùi ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Cuộc sống của những người dân tại đây dần trở lại bình thường khi diện ngập đã được thu hẹp. Dù vậy thì ở một số điểm trũng thấp, nước vẫn ngập sâu. Công tác khắc phục thiệt hại, đặc biệt là việc xử lý điểm đê bị vỡ đang được tích cực triển khai. Hiện tại, nước trong các cánh đồng, khu dân cư vẫn đang cao hơn ở ngoài sông. Ngoài các công tiêu, thì chính điểm vỡ đê này đang là nơi để lũ thoát nhanh hơn. 8 mét bị vỡ chiều dài đê Bùi 2 đã được vá lại bằng cọc tre và đá hộc. Các công nhân cũng để chừa lại khoảng 3 mét và làm một chiếc cầu tạm giúp người dân qua lại giữa các xã. Ông Vũ Văn Phất ở xã Hoàng Văn Thụ là người chứng kiến cảnh tượng vỡ đê từ đầu đến cuối nên hiểu rất rõ về mối nguy hiểm sau sự cố này. Nước tràn toàn tuyến luôn, toàn cái tuyến đê Bùi 2 nó khoảng độ 2 cây rưỡi số. Nó tràn qua mặt đường hết một loạt. Sống ở vùng phân chậm lũ ở huyện Chương Mỹ, người dân các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến rất lo lắng mỗi mùa thiên tai. Đê Bùi 2 được xem là rất quan trọng bảo vệ cuộc sống của hơn 1.000 hộ dân bên trong, nhưng giờ cũng mong manh, dễ vỡ. Mà trong những cái năm gần đây thì nó cũng không đến mức tức là một mất một con như trước nữa. Thế mà sau từ cái ngày tức là làm cái tuyến đê này thì tôi có cảm nhận thấy nữa là nó có cái mật độ thì là nó có thấp hơn một chút. Tại điểm sung yếu nhất của tuyến đê Bùi 2, đoạn qua xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thì không chỉ xảy ra hiện tượng bị vỡ mà lúc này thì nước và sóng đã đánh sâu vào trong thân đê đến hơn 1 mét như thế này và gây nguy cơ mất an toàn cho toàn tuyến đê. Do kinh tế phát triển, người dân cũng nâng dần tuyến đê bối này thành tuyến đê Bùi 2 hay còn gọi là đê Hữu Bùi như ngày nay. Tuyến đê bằng đất được đắp từ năm 1965 nhưng chưa bao giờ xảy ra vỡ. Ngay cả năm 2008, nước cũng chỉ tràn qua mặt đê. Thế nhưng đê vừa được trải thêm một lớp bê tông thì sự cố lại xảy ra, khiến nhiều người nghi ngại về chất lượng của công trình. Phương án cho phương án dùng xà gỗ cũng rất là mạnh dạn. Đưa để đóng xà gỗ chứ bị cọc tre không ai chịu được, đưa xuống còn không đưa được, phải dùng toàn bộ những người thợ lặn chuyên nghiệp, ông ấy lùa cái chân vào xong bắt đầu mới đóng được mà. Đê đã được vá, nước rồi cũng sẽ rút hết, cuộc sống của người dân rồi sẽ trở lại bình thường. Nhưng ký ức về đợt lũ kinh hoàng này thì vẫn sẽ ám ảnh họ suốt cả cuộc đời.